Xin chúng ta cùng lắng nghe lời Đức Chúa Trời được chép trong Thi Thiên 63 từ câu 1 đến câu 11. Thi Thiên của David sáng tác khi ông đang ở hoang mạc xứ Giu-đa. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Con hết lòng tìm cầu Chúa, như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, không có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy, con sẽ chúc tụng Chúa trọn đời con. Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. Linh hồn con được thỏa mãn, dư ăn thủy xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Khi nằm trên giường, con sẽ nhớ đến Chúa và suy gẫm về Chúa suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ sa xuống vực sâu của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, làm mồi cho chó rừng. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Amen. Xin kính mời Thánh đọc an toàn. Kính thưa Thánh, đề tài buổi sáng nay là kinh nghiệm Chúa mỗi ngày. Ở trong dựa trên Thi Thiên thứ 63. Thi Thiên 63 do vua David viết lúc ở trong hoang mạc xứ Giu-đa. Chúng ta biết vua David là vị vua thứ hai của nước Israel. Đây là một vị vua với một cái triều đại huy hoàng nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử của dân Israel. Ông David xuất thân là một người chăn chiên. Ông cũng là một người thi sĩ và là một nhạc sĩ. Tiếng nhạc của ông có thể làm dịu và có tác dụng chữa lành cho một vị vua trước đó. Và ông cũng là một võng sĩ. Nhưng điều quan trọng nhất, đấy là ông là một thánh nhân. Ông là một người đã có kinh nghiệm với Chúa mỗi ngày. Và những điều kinh nghiệm của ông trong cuộc sống, ông đã chuyển tải ở trong những bài thi ca. Và những bài thi ca đó là những lời khích lệ, những niềm cảm hứng cho bao con dân Chúa, cho bao thánh đồ trong nhiều thế hệ. Mặc dù ông phạm những lỗi lầm và phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời đã chứng nhận ông trong trong Samuel nhất chương 13 câu 14 và công vụ đoạn 13 câu 2 là: ta đã tìm thấy David, con của Jesse, là người vừa lòng ta. Ông làm lời vừa lòng Chúa vì ông bước đi với Chúa mỗi ngày. Ông vừa lòng Chúa vì ông kinh nghiệm Chúa mỗi ngày. Và ông viết cái thi thiên này đang khi ông chạy loạn. Có hai lần mà ông bị săn đuổi trong cuộc đời của ông, nhiều lần suýt chết. Đó là lần bị vua Saul săn đuổi khi ông còn làm tể tướng cho vua Saul. Và lần thứ hai là ông bị săn đuổi khi con của ông là Absalom đã phản loạn và ông phải rời khỏi kinh đô Jerusalem để chạy loạn. Ông phải chạy loạn vào trong hoang mạc. Và trong câu 11 nói rằng: nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Qua câu đó chúng ta biết rằng Thi Thiên 63 này được viết khi ông chạy loạn, tránh nổi loạn của Absalom. David đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời mỗi ngày như thế nào? Và đời sống kinh nghiệm Đức Chúa Trời của David dạy chúng ta là những người theo Chúa trong thời đại ngày nay điều gì? Đó là những điều mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin một lần nữa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con buổi sáng hôm nay qua lời của Ngài. Và xin Thánh Linh của Chúa dùng tiếng êm dịu trở nhẹ phán riêng với mỗi lòng của chúng con, để kéo chúng con đến với Chúa, cột chúng con vào trong bàn thờ của Ngài, dùng dây nhân từ và sức yêu thương của Chúa để cột chúng con vào sân bàn thờ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Làm sao kinh nghiệm Chúa mỗi ngày?
Đó là cái câu hỏi đầu tiên khi chúng ta suy gẫm đề tài buổi sáng hôm nay. Làm sao kinh nghiệm Chúa mỗi ngày? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái chữ mà luôn luôn ở trên đầu môi đó là bận rộn. Và chúng ta cũng là bị nhiều cái stress, nhiều cái điều căng thẳng trong cuộc sống. Và có lẽ không cần mô tả thì các ông bà chị em cũng đồng ý điều đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây thờ phượng một tiếng đồng hồ mà nói rằng cần thêm thì giờ để làm gì đó thì nó không. Tôi bận rộn, tôi phải đi chợ, tôi phải nấu ăn cả tuần lễ để chuẩn bị cho ngày thứ hai bắt đầu đi làm việc. Và khi chúng ta càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều sự bận rộn thì chúng ta càng không có thời giờ. Tôi mấy ngày hôm nay khó khăn trong cái vấn đề kiểm tra những cái tin nhắn gọi tới. Bởi vì nó nằm ở trong cái Messi của cái iPhone, rồi nó nằm trên Messenger, rồi nằm trên Zalo, rồi nằm trên Viber, nhiều cái lắm, rồi email. Thật ra thì nhiều khi mình không có thời giờ để mà kiểm tra thì có những tin gửi tới mà mình không có trả lời, đến nỗi mà có thể gây sự hiểu lầm là mình không ngó ngàng đến những người đó. Trong những cái sự bận rộn đó thì chúng ta dành ra một phần nhỏ, một lát mỏng của cái thời giờ của chúng ta cho Chúa. Vua David là một vị vua cai trị cả một quốc gia thì ông không kém bận rộn hơn chúng ta. Quý vị có amen điều đó không? Ông bận rộn và còn lo lắng hơn chúng ta. Có những thần dân trung thành nhưng mà vẫn có những người phản nghịch. Cả đứa con ruột của mình vẫn còn phản nghịch mà. Làm vua phải nhiều lo lắng. Nhưng do vậy, trong muôn vàng cái bận rộn đó, thì vua David đã dành ưu tiên mỗi ngày cho Chúa. Ông dành ưu tiên mỗi ngày để tìm kiếm mối liên hệ với Chúa. Đó là cái điều mà vua David đã làm. Và mỗi ngày ông tích lũy cái sự quen biết với Chúa đó, ông trở thành kinh nghiệm với Chúa, kinh nghiệm với Chúa mỗi ngày. Điều thứ nhất tôi muốn nói cái điều mà David đã làm, đó là ông đã có mối liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa. Ở trong Thi Thiên 63 câu 1 nói rằng: Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, Chúa là Đức Chúa Trời của con hết lòng tìm cầu Chúa. Ông nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời của con. Có lẽ có nhiều người con của mục sư, con của tín đồ thì nói rằng lại Chúa là Đức Chúa Trời của cha con, Đức Chúa Trời của mẹ con. Hay là có người nói rằng lại Chúa là Đức Chúa Trời của Hội Thánh Lời Chúa. Nhưng mà chúng ta không nói được là Đức Chúa Trời của con, nhất là nói riêng với Chúa cái điều đó. Bởi vì Chúa biết, chúng ta không thể nói dối với Chúa được. Như thế David đã quen biết Chúa, và ông quen biết Chúa đến nỗi cái mối quan hệ cha con với Đức Chúa Trời nó rõ ràng, nó gần gũi đến nỗi ông có thể nói rằng: Ôi Đức Chúa Trời của con. Ông có một mối quan hệ hết sức là gần gũi và mật thiết. Biết và quen biết nó khác nhau. Quý vị có thể biết một nhân vật nổi tiếng, thậm chí là biết cả tổng thống nữa, biết tiểu sử của ông hồi nhỏ ông làm gì, ông đã qua những giai đoạn nào, biết cả tánh tình của ông, biết cả những cái sinh hoạt trong gia đình của ông qua báo chí, qua những bài viết, và biết cả những cái thái độ, những cái lối sống của ông nữa. Nhưng mà cái biết đó không phải là nói là chúng ta quen biết. Bởi vì chúng ta không có gặp gỡ, không có mối liên hệ cá nhân. Quen biết một người là khi chúng ta có mối liên hệ cá nhân mật thiết với người đó. Chúng ta có thể tương tác với người đó, có thể nghe, có thể nói với người đó, chứ không phải chỉ qua sách vở. Biết, quen biết một người là chúng ta phải gặp gỡ người đó.
đối diện, nói chuyện và có thể dành thì giờ cho người đó. Có thể các bạn chị em nói rằng có một lần nào đó trong cuộc đời của mình đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Và bởi sự gặp gỡ đó mà ngày hôm nay các bạn chị em sẽ ngồi trong nhà thờ này, bởi vì mình đã cầu nguyện, đã làm báp têm và mình là tín đồ. Nhưng mà để gặp, để quen biết Chúa đó, nó còn nhiều hơn nữa. Là phải gặp gỡ, dành thời giờ ở gần, phải quen biết. Chúa sẽ biết chúng ta và chúng ta cũng sẽ biết Chúa. Mối liên hệ mà càng phát triển và càng sâu đậm đó, thì chúng ta càng khám phá nhiều hơn. Và chính cái sự quen biết có thể thay đổi cuộc đời. Người ta thấy cái nhận xét này là những vợ chồng mà sống chung với nhau lâu năm đó thì tánh tình giống nhau. Quý vị có thấy đó không? Trước khi họ gặp nhau, hai cuộc đời riêng rẽ, có nhiều sự khác biệt. Nhưng mà khi ở chung, thời gian gần nhau, tương tác với nhau, nghe, đáp ứng lời của người kia, lần lần họ ảnh hưởng lên nhau. Có thể ảnh hưởng những điều tốt, cũng có thể ảnh hưởng những điều xấu. Có thể họ trở nên giống người kia, là trở nên rời rộng và yêu thương và giúp đỡ mọi người và phục vụ. Và cũng có thể là khác đi, là trở nên ích kỷ hơn. Sự quen biết gần gũi sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, sẽ cũng thay đổi cái thời khóa biểu của chúng ta. Tôi muốn hỏi các bạn chị em buổi sáng hôm nay, các bạn chị em tự xét tấm lòng của mình và có Chúa biết, các bạn chị em có thể nói như David là: lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con. Ở trong câu này David cũng nói rằng con hết lòng tìm cầu Chúa. Cái chữ hết lòng đó là shakar trong cái tiếng Hebrew ấy, có thể dịch những cách khác nhau. Cái bản truyền thống của chúng ta dịch ra là: vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa của là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Đây là một động từ, có nghĩa là tìm cầu, nhưng mà tìm cầu trước hết, tìm cầu trên hết. Cho nên dịch cách nào cũng là đúng hết. Ở trong bản hiệu đính dịch là con hết lòng tìm cầu Chúa. Trong bản cũ thì dịch là vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Có nghĩa là cái thời giờ đầu tiên trong ngày thì tôi tìm kiếm Chúa. Ưu tiên nhất cuộc đời của tôi trong ngày hôm nay là tìm kiếm Chúa. Có lẽ buổi sáng dậy chúng ta có nhiều cái ưu tư. Chà, sáng nay không biết giải đáp cái chuyện ngẩm qua như thế nào đây. Ồ, sáng nay có mấy công chuyện ở trong lịch phải làm gì đây. Làm sao kịp ngày hôm nay hết mấy chuyện này. Tất cả đều đó choáng trong cái đầu óc của chúng ta. Có lẽ vua David đang chạy trốn Absalom, thì ông cũng lo lắng lắm. Không biết hôm nay nó có được đuổi mình không. Mà cả một cái đoàn dân đi theo như thế này, đi chậm chậm, chậm còn hơn là 30 tháng 4 mà vượt đèo trốn nữa. Vì gì không có xe, đi bộ thôi. Không biết làm sao. Tất nhiên điều đó là điều lo lắng. Nhưng mà mọi chuyện đó không quan trọng. Điều ưu tiên đối với David buổi sáng hôm nay đó là: Đức Chúa Trời con ơi, con tìm kiếm Chúa. Con tìm kiếm Chúa. Các bạn chị em có tìm kiếm Chúa đầu tiên để có thể kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy đặt điều ưu tiên là tìm kiếm Chúa. Như David đã kinh nghiệm Chúa vì ông đã dành nhiều thời giờ cho Chúa, và ông cũng dành thời giờ ưu tiên, dành điều ưu tiên nhất cho cuộc đời bận rộn lo toan của mình cho Chúa. Người kinh nghiệm Chúa là người tìm kiếm Chúa mỗi ngày và phát triển mối liên hệ cá nhân thân mật với Chúa. Tôi xin lặp lại cái điều này. Người kinh nghiệm Chúa là người tìm kiếm Chúa mỗi ngày
và phát triển mối liên hệ cá nhân thân mật với Chúa. Người kinh nghiệm Chúa là người hết lòng tìm kiếm Chúa ngày và đêm, ưu tiên dành thì giờ ở riêng với Chúa. Và chúng ta đọc ở trong câu 6 đó: khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Chẳng những là buổi sáng, nhưng mà cũng ban đêm khi nằm trên giường. Quý vị biết cái giường của vua David bây giờ là cái gì không? Ông chạy loạn, ông đâu có thèm theo cái giường king size với cái niệm êm đâu. Có lẽ là ông ưu tiên hơn những người dân chạy loạn thì trải cho ông những cái tấm đắp gì đó, nhưng mà nó cũng không có êm ấm lắm. Nhưng mà trong cái giờ phút đó, cái điều mà ông suy gẫm nhiều nhất không phải là cái sự thiếu tiện nghi, cái sự đau khổ, cái sự cái của mình, mà là ông suy gẫm về Chúa ngày và đêm. Một người kinh nghiệm Chúa là một người dành thì giờ ưu tiên để suy gẫm về Chúa, để có mối liên hệ mật thiết gần gũi với Chúa. Và điều thứ hai, người kinh nghiệm Chúa là người khao khát Chúa ngày càng hơn. Người khao khát Chúa ngày càng hơn. Ở trong câu 1, ông nói rằng: con hết lòng tìm cầu Chúa, linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Chúa. Tất cả những từ này gom lại để nói rằng con hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời con. Đó là gì? Là điều răn thứ nhất là lớn hơn hết. Và khi Phao-lô khuyên chúng ta thờ phượng Chúa một cách phải lẽ thì ông nói vậy: hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là thờ phượng. Sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thân thể không phải là chỉ là cái body này, mà ông muốn nói rằng toàn thể con người của chúng ta, tâm trí của chúng ta, tâm lòng của chúng ta và bàn tay thân thể của chúng ta. David, ông đã có Chúa rồi phải không? Ông đã biết Chúa rồi, nhưng mà ông còn muốn tìm kiếm Chúa ngày càng hơn. Ông khao khát Chúa hơn, mong ước Chúa hơn, muốn biết Chúa hơn, muốn sâu nhiệm Chúa hơn và muốn kinh nghiệm Chúa ngày càng hơn. Ở câu 5, ông nói rằng con đã thỏa mãn như là mỡ và tủy của xương. Ông đã thỏa lòng về điều đó, nhưng mà ông dù vậy mỗi ngày ông vẫn cảm thấy khao khát, cảm thấy chưa được thỏa mãn, cần phải có thêm nữa. Khi nói đến sự khao khát thì trong Thi Thiên 42 mô tả cái khao khát của cái gì, các bạn chị em nhớ không? Bài hát như nay kia thèm khát khe nước, chắc chúng ta đều thuộc phải không? Đức Chúa Trời ơi, tôi khao khát Chúa như con nai thèm khát khe nước. Như nai cái đó, đây là cái điểm đặc biệt của mẹ chim. Tại sao lại nêu là nai cái? Con nai cái khi mà nó mang thai, nó khát nước, nó cần nhiều nước để cho cả nó và cái bào thai. Và khi nó uống xong rồi, nó vừa đi thì nó lại khát nước nữa, nó quay lại uống tiếp nữa. Nó khát, khao khát đến như vậy. Và David á, ông khao khát Chúa, ông đã được thỏa mãn nơi Chúa rồi ngày hôm nay qua, nhưng mà ngày hôm nay ông lại càng khao khát Chúa, uống rồi lại muốn uống thêm nữa. Khác với một số người, tôi gặp một số người, có một lần tôi gặp một người láng giềng Công giáo để làm chứng, thì tôi nói mời ông học kinh, đọc kinh thánh chung với tôi. Ông nói rằng tôi có học kinh thánh rồi. Ủa, ông học kinh thánh lúc nào? Tôi học kinh thánh lúc trước khi làm lễ rửa tội á. Bây giờ thì đủ rồi. Mà không phải ông không đâu. Có nhiều người tin lành, nhiều tín hữu tin lành nói rằng tôi theo Chúa 40 năm, tôi đã học kinh thánh quá nhiều rồi. Tôi đã đọc từ đầu đến cuối rồi. Tôi đã đầy đủ rồi. Đó là một cái thái độ tự mãn. David không có như vậy. Ông vẫn cảm thấy chưa đủ. Ông cảm thấy cầu nguyện chưa đủ.
Ông không có thái độ tự mãn mà ông lại muốn có thêm nữa. Mục sư Stephen Cole đã có một câu rất là hay. Complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Sự tự mãn là kẻ thù đáng sợ của sự phát triển thuộc linh. Một người tự mãn sẽ không thể phát triển nữa. Một người kinh nghiệm Chúa như David là một người khao khát Chúa ngày càng hơn. Các bạn chị em có cảm thấy sự khao khát đó không? Có khao khát Chúa mỗi ngày càng hơn. Chúa Giêsu nói là phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Điều thứ ba, người kinh nghiệm Chúa là người có tấm lòng ca ngợi Chúa. Có tấm lòng ca ngợi Chúa. Trong Thi Thiên 23, chúng ta không thấy có những cái lời cầu xin cho những nhu cầu. Có lẽ nếu ngày hôm đó David gọi tất cả những người mà đi theo chạy loạn đó là quý vị có cái nhu cầu gì không? Đưa lên đi, tôi sẽ lập thành cái list để cầu nguyện. Xin vua cầu nguyện là có thức ăn, mình đi chạy loạn đâu đem nhiều thức ăn, bây giờ đến ngày thứ hai, thứ ba rồi, xin vua cầu nguyện để mà mình có nước uống. Rồi ban ngày có cái chỗ che, chứ còn giữa sa mạc thì 84 độ, 85 độ là ban ngày, ban đêm còn có 40 độ, lạnh quá, nhiều nhu cầu quá. Rồi có người sẽ ca cùng nói, vua ơi, cầu nguyện để Chúa cho mình trở về hoàng cung. Và chắc vua David có một nhu cầu lớn là xin Chúa cho con lấy lại ngai vàng. Không, ông không có đặt cái danh sách đó. Danh sách cầu nguyện của ông là gì? Chúng ta đọc ở trong câu thứ hai. Xin cho con nhìn xem Chúa nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Ở trong câu thứ ba là môi con sẽ ca ngợi Ngài. Câu thứ tư, như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con, nhân danh Chúa con sẽ giơ tay lên. Và trong câu thứ năm, môi miệng con sẽ vui vẻ và ca ngợi Chúa, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Ở trong câu thứ bảy, ông giữa hoàn cảnh bi đát đó, tấm lòng của một người kinh nghiệm Chúa là một tấm lòng ca ngợi Chúa, vì biết chắc rằng Chúa sẽ take care hết mọi lo lắng, mọi cái nhu cầu của mình. Chúa đã từng làm như vậy. Khi có nhu cầu thì ông đã ngước mắt lên trên núi, và sự tiếp trợ của con đến từ đâu? Sự tiếp trợ của con đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Và ông đã kinh nghiệm điều đó. Cho nên bây giờ không cần cầu xin những nhu cầu, mà chỉ ca ngợi sự thành tín của Chúa mà thôi. Đây là một bài hát ca ngợi, chúc tụng, và là bài hát thờ phượng của một người kinh nghiệm Chúa mỗi ngày. Tôi qua cái phần thứ hai cũng rất quan trọng, đó là lợi ích của kinh nghiệm Chúa mỗi ngày. Điều thứ nhất là người kinh nghiệm Chúa mỗi ngày sẽ có đời sống thỏa nguyện. Sẽ có đời sống thỏa nguyện. Ở trong câu 5 ông nói rằng linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ, môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Có lẽ nói đến tủy xương và mỡ thì người Việt Nam thì dễ hiểu nhất, phải không? Nếu nói theo cái văn hóa Việt Nam thì nói là linh hồn con thỏa mãn như ăn một cái tô phở. Tô phở loại nào? Loại xe lửa hay loại lớn nhất? Khi chúng ta được đói và chúng ta có một tô phở, có mỡ, có chất béo, có tủy xương, có suất, và chúng ta cảm thấy nó no bụng, và chúng ta rất là vui thỏa, phải không? Rất là vui thỏa. Và David đã mô tả cái điều đó với tâm linh của ông khi có Chúa. Ông vui đến nỗi mà miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Ngài. Ông được an nghỉ nơi Chúa. Ông được bình an giữa cơn bão tố, giữa cơn phong ba. Ông đã nói rằng Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Đó là cái
cái trạng thái của một người mà cảm thấy thỏa lòng, an nghỉ nơi sự che chở dẫn dắt của Chúa. Ở trong Tân Ước Timôthê nhất đoạn 6 câu 6, Phaolô đã nói với Timôthê: sự tin kính và sự thỏa lòng là một mối lợi lớn. Mối lợi lớn có thể nói là như là một cái trúng một cái vé số jackpot, phải không? Mấy chục triệu đô. Nếu chúng ta có cả tài sản, có đủ thứ hết á, nhưng mà chúng ta không thỏa lòng, thì chúng ta cũng không bằng một người đi theo Chúa mà Chúa cho đêm ngủ ngon giấc với sự thỏa lòng. Một người giàu có là một người thỏa lòng và là một người ban cho, chứ không phải là một người tích góp nhiều tài sản. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn khiến cho một người sợ hãi, hoảng loạn, thì David cũng vẫn thấy bình an và thỏa lòng nơi Chúa. Khi đến với Chúa, gần gũi Chúa thì ông được thỏa mãn, mặc dầu phong ba bão táp chung quanh. Ông bà chị em có muốn được sự thỏa lòng đó không? Hãy kinh nghiệm Chúa mỗi ngày, để Chúa ban cho chúng ta sự thỏa lòng giữa mọi nghịch cảnh. Và điều thứ hai là người kinh nghiệm Chúa mỗi ngày có đời sống vui mừng, có đời sống vui mừng. Ở trong câu 5B ông nói rằng môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Trong câu 7 nói rằng vì Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Và câu 11 nói rằng nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Cái sự vui vẻ của David được dịch là joy. Các bạn chị em đã phân biệt được chữ happy và chữ joy, phải không? Chúng ta happy khi có ngày lễ, chúng ta happy trong một cái hoàn cảnh, một điều kiện nào đó, chúng ta happy khi chúng ta được vừa ý, được tội nguyện, chúng ta happy khi gần bên những người rất là dễ thương và họ thương chúng ta, họ khâm phục chúng ta, đúng không? Nhưng mà joy là sự vui mừng ở bên trong, mặc dù hoàn cảnh không có như ý, mặc dù đối diện với nghịch cảnh, đối diện với những sự khó khăn. Thưa các bạn chị em, David đang đối diện với nghịch cảnh. Hoàn cảnh của ông bây giờ không còn như ở trong hoàng cung, không còn đầy đủ mọi thứ nữa. Nhưng mà dù trong khi chạy loạn như vậy, dù không biết rằng tương lai sẽ như thế nào, mình có thể trở lại ngai vàng hay là mình bị giết, thì ông vẫn cảm thấy vui. Và bài Thi Thiên 63 của ông tràn ngập cái niềm vui từ trong lòng của ông, tỏa ra trong từng câu thơ, trong từng câu nhạc đó. Ông biết rằng ông có Chúa, thì dù cho cực nhọc, không nước, không thức ăn, thì vẫn không lo sợ, vì Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng nhân từ. Ông đã kinh nghiệm qua sự tha thứ, chăm sóc, giữ gìn của Chúa. Cho nên chúng ta không thể nào giải thích được cái bài thơ này ngoài cách giải thích là ông là người kinh nghiệm Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Và điều thứ ba, ông là, như tôi đã nói, ông là một người thỏa lòng, ông một người vui mừng. Và điều thứ ba là ông là một người có đời sống vững vàng trong nghịch cảnh. Ông có đời sống vững vàng trong nghịch cảnh. Ở trong câu 7, câu 8 nói rằng vì Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Chúng ta có thể hiểu những câu kinh thánh này như thế nào. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của David. Không phải là quân đội, không phải là tường thành Jerusalem, không phải là hoàng cung, mà chính Đức Chúa Trời là nương náu của ông. Đức Chúa Trời che chở ông, giống như là những con gà con được núp dưới cánh của con gà mẹ khi đối diện với những chim diều hâu, những kẻ thù muốn bắt hại. Như gà mẹ che chở những con gà con dưới cánh mình thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng che chở David
dưới bóng cánh của Ngài, cho nên ông có thể hát mừng dưới bóng cánh của Chúa. Và ông cũng bám chặt lấy Chúa, và tay phải Chúa nâng đỡ ông. Cái chữ tay phải ở trong Kinh Thánh nói đến cái sức mạnh và quyền năng. Khi nói đến tay phải của Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng quyền năng và sức mạnh của Đức Chúa Trời nâng đỡ ông, đưa ông lên. Và ông bám chặt nơi cái sức mạnh đó, là cái nguồn duy nhất để bảo vệ ông trong hoàn cảnh khó khăn. Thưa ông bà chị em, chúng ta đừng đợi đến khi gặp bế tắc mới cầu xin Chúa. Đến lúc đó chúng ta cầu xin không biết, cũng nghi ngờ là Chúa có trả lời hay không. Tôi phủ phàng với Chúa, bỏ bê Chúa thêm nhiều ngày tháng, bây giờ đến với Chúa cầu xin Chúa cứu giúp, biết Chúa có nghe không. Nghi ngờ Chúa, thiếu đức tin nơi Chúa. David không phải như vậy. Ông kinh nghiệm Chúa mỗi ngày, cho nên trong giờ phút này ông không cần phải kêu cầu, ông chỉ cần nắm lấy Chúa và ông cảm thấy nhận được sự bình an, sự vững vàng với Chúa trong nghịch cảnh. Thưa các bạn chị em, ông cũng tin cậy vào sự đắc thắng trước kẻ thù. Những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ sa xuống vực sâu của đất. Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, làm mồi cho chó rừng. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng của kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. David đang chạy khỏi hoàng cung. Ông đang ở thế yếu. Và Absalom đã chiếm kinh đô, đang ở thế mạnh. Và cũng có thể Absalom đang chuẩn bị rượt ông. Và ông và đoàn dân sẽ không thể nào chạy kịp với những cái quân đội. Và David thấy trước sức mình không thể nào chống chọi. Nhưng ông không nhìn với tương quan lực lượng giữa ông và con mình là kẻ thù. Nhưng mà ông nhìn tương quan lực lượng giữa Đức Chúa Trời và đối thủ của ông. Và một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, cái tay phải của Ngài che chở ông. Một Đức Chúa Trời mà thành tín, luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Thì ông biết chắc rằng kẻ thù của ông sẽ thất bại. Kẻ thù của ông sẽ thất bại. Ông vui mừng đắc thắng nơi Đức Chúa Trời, là đấng công bình thành tín. Ông để Chúa đối phó chứ không phải tự mình đối phó. Ông để Chúa binh vực chứ không phải tự mình binh vực. Ông để Chúa bảo vệ chứ không tự mình bảo vệ mình. Và Đức Chúa Trời đã đánh chiến trận thế cho ông. Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông. Ông đã nhân danh Chúa mà thề nguyện đi với Ngài. Và Ngài là đấng thành tín bảo vệ ông. Thưa các bạn chị em, phước hạnh thay cho một người có kinh nghiệm đi với Chúa mỗi ngày. Tất cả những điều mà David làm, ngày hôm nay chúng ta sống trong thời đại mà Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta cần kinh nghiệm điều đó mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Con mình xem có muốn cái điều đó không? Con mình xem có muốn điều đó không? Có muốn kinh nghiệm Chúa mỗi ngày không? Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng đứng lòng với Chúa để cầu nguyện trong giờ này. Mỗi người chúng ta đến với Chúa. Đức Chúa Trời không có tay vị, không phân biệt ai hết. Ông bà chị em đã có một lần đến với Chúa để tiếp nhận Ngài và được Ngài gọi là con. Và bất cứ lúc nào cũng giống như một con trai quan ràng quay trở về, ông bà chị em sẽ gặp cha của mình đang giang tay đó. Ngài sẽ nói rằng ta đợi con mỗi buổi sáng, ta đợi con mỗi buổi tối. Và Ngài sẽ ôm chầm lấy chúng ta khi chúng ta ăn năn quay trở lại với Ngài. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Hãy nói với Chúa, hãy ăn năn với Chúa giờ này. Hãy xét lại những ngày, những tháng, những năm mà chúng ta để Chúa bên cạnh.
Những ngày, những tháng, những năm mà chúng ta coi Chúa chỉ là một thành phần thứ yếu trong lịch của chúng ta, trong túi tiền của chúng ta. Bây giờ hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn tìm kiếm Ngài. Con muốn đặt Chúa lên ưu tiên trong mỗi chương trình, mỗi chi tiết của cuộc đời của con. Con muốn được kinh nghiệm Chúa mỗi ngày, được biết Chúa một cách thân mật, cá nhân, rõ ràng. Chúng ta hãy nói với Chúa và hư nguyện với Chúa. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ cho cáo bàn chim đắc thắng mọi hoàn cảnh, đắc thắng mọi kẻ thù, đắc thắng mọi khó khăn. Và dù cho có Goliath đi nữa trong cuộc đời của ông bà chị em, Đức Chúa Trời cũng sẽ cho ông bà chị em đắc thắng. Xin chúng ta hãy đến với Chúa trong